nó giao lỗi người khác thí dụ một người nam và một người nữ có làm điều gì thiếu lịch sự chút ít nó liền nói với người phụ nữ cô đã làm việc ấy với người đàn ông ấy ở chỗ ấy người phụ nữ liền tự nghĩ làm sao ông ta lại biết được hoặc là nó giao lỗi trước công chúng ở đây có hai kẻ bất hảo họ đã làm những việc thiếu đoan chính những việc nói ra thật bất tiện tại nơi đó nơi kia vậy hãy hỏi cô ta về việc ấy cô ta sẽ không dám chối đâu nó muốn đưa ra điều mà thực sự họ đã làm nên họ không dám chối nó làm thế để chứng tỏ cho mọi người biết rằng nó có thần thông nó biết cả mọi việc sắp sửa xảy ra nó phơi bày lỗi lầm riêng tư của người khác mà chẳng ngại cách chê bai hay tị hiềm nó tiết lộ từng bí mật của cá nhân mà không sợ bị họ khinh bỉ miệng ưa nói họa phước chưa đến khi việc xảy ra quả nhiên chẳng sai mảy may nó ưa tiên đoán việc họa phước nó thích nói những chuyện như ông nên thận trọng ngày mai là một ngày xấu cho ông có người muốn đầu độc ông ông phải xem kỹ thức ăn nếu không sẽ bị chết vì thuốc độc nó ưa nói trước cả việc tốt và việc xấu. Khi việc ấy xảy ra, quả nhiên chẳng sai mảy may. Khi sự việc xảy ra, tỏ bày chính xác những gì nó đã tiên đoán. Đó là lý do vì sao mà mọi người đều tin vào nó. Loại ma vương như thế khiến người ta dễ tin hơn cả một vị Bồ Tát. Kinh văn, thử đại lực quỷ niên lão thành ma não loạn thị nhân yếm túc tâm sanh thứ bỉ nhân thả đệ tử dữ sư đa hãm vương nạn nhữ đương tiên giác bất nhập luân hồi, mê hoặc bất chi, đọa vô gián ngục. Việt dịch, đây là loại đại lực quỷ, loài ma sống lâu mà thành, quấy rối người tu hành. Khi nó đã nhàm chán, liền rời khỏi thân người nó đã gá vào. Khi ấy, cả thầy và trò đều xa vào lưới pháp luật. Các ông nên rõ biết trước những việc này, để khỏi rơi vào vòng luân hồi. Nếu mê lầm không biết, sẽ đọa vào địa ngục vô gián. Giảng, đây là loại đại lực quỷ, là loài ma sống lâu mà thành, ma hóa thành quỷ khi về già, cũng giống như những người không tu tập, gieo trồng nhân đức, thì đến tuổi già sẽ trở thành tinh quái. Như tôi thường hay nói với quý vị, người Trung Hoa có câu, già mà không chết thì thành giặc, lão nhi bất tử thị vi tặc khi người sống lâu và trải qua nhiều kinh nghiệm họ thường làm nhiều chuyện kỳ quái cũng thế làm ma lâu năm thì thành quỷ nó quấy rối người tu hành nó ghen tức với công phu tu tập của người tu hành ma thích phá hủy định lực của người tu khi nó đã nhàm chán liền rời khỏi thân người mà nó đã gá vào khi ấy cả thầy và trò đều xa vào lưới pháp luật điều đó cũng tương tự như đọa vào địa ngục nên có lời nói mông đồng truyền mông đồng nhất truyền lưỡng bất đồng sư phụ hạ địa ngục đồ đệ vãng lý cùng tạm dịch kẻ ngu dạy người ngu học rồi càng mờ mịt thầy rơi vào địa ngục, trò nối gót theo sau. Lời ấy cũng giống như đạo lý trong kinh, do không gặp được bậc minh sư, đệ tử cũng thuộc hạng độn căn, nên khi thấy thầy vào địa ngục, thì mình cũng theo thầy vào đó luôn. Thầy thấy thế quay lại hỏi, ông đến đây làm gì? Đệ tử trả lời, con thấy thầy vào đây, dĩ nhiên là con phải theo thầy. Thầy bảo, ồ không nên, đây không phải là nơi an ổn, đáng lẽ ra ông không nên đến đây. Đệ tử đáp lại, nhưng thầy đã vào trước rồi, làm sao con lại không theo thầy, con đã thọ giáo với thầy, thầy đi đâu con theo đó. Thầy nghĩ, a à, chính ta là người bị đọa vào địa ngục, mang theo luôn cả đệ tử của ta vào đây, ta thực có lỗi với ông, rất tiếc. Các ông nên rõ biết trước những việc này để khỏi rơi vào vòng luân hồi, nếu mê lầm không biết sẽ đọa vào địa ngục vô gián.